hình xăm của các người Đại Việt. Thủy Tiên, Tóc Tiên, Tú Vi, Ngô Thanh Vân sở hữu các hình xăm lớn, nhỏ khác nhau ở vị trí như thắt eo, ngang hông, bờ vai. Ngoài ngôi sao ở cổ tay, Thủy Tiên thường xuyên chọn trang phục cắt khoét để khoe hình xăm ở thắt lưng, ngang hông. Đây là hình thiên thần với đôi cánh dang rộng, thể hiện sự thành công trong sự nghiệp. Diễn viên Tú Vi sở hữu nhiều hình xăm khác nhau, trong đó gây chú ý là ở hai bên bả vai với dòng chữ tiếng La Mã. Tóc Tiên thường xuyên váy khoét lưng để khoe hình xăm ở eo với câu nói nổi tiếng "What doesn't kill me, make me stronger". Xuân Lan xăm tên con lên ngực để thể hiện tình yêu cho công chúa bé nhỏ. Uyên Linh có một hình xăm lớn ở sau lưng, hai hình nhỏ ở hai cánh tay. Cô từng cho biết các hình xăm của mình không đẹp xuất sắc nhưng đều có ý nghĩa với cô. Ngô Thanh Vân tìm đến Ajahn Nukhampai, một thợ xăm nổi tiếng của Thái Lan, người từng thực hiện cho Angela Jolie để ghi dấu ấn trên vai. Ngoài ra, cô còn sở hữu một vài hình xăm nhỏ ở cổ tay trái và phải. Vân Hugo với hình xăm đôi cánh lớn ở lưng thể hiện sự tự do. Người đẹp Diệp Lâm Anh cũng chuộng váy khoe lưng để lộ hình xăm ở sau gáy. Ốc Thanh Vân tạo dáng khoe hình xăm nhỏ ở vai trái. Hình xăm chạy dọc lưng của Hương Tràm. Andrea Aber với những hình xăm nhỏ ở lưng. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.